Chào mừng mọi người đến với LNB Channel. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng test xem kỹ năng của các môn phái được tăng sức mạnh. Chính xác luôn anh em, tăng sức mạnh. Để coi kỹ năng các môn phái tăng sức mạnh nó tăng cái gì so với phiên bản cũ nha. Cô sẽ để một cái màn hình về một cái kỹ năng của môn phái như là đồng môn, gió đăng khí, gió đăng kiếm, côn lôn đao, thiên nhẫn đao và hoa sơn khí. Một cái cũ ở bên tay phải đi ha, còn cái mới bên tay trái để cho anh em xem kỹ năng nó thay đổi như thế nào. Rồi chúng ta qua cái môn phái đường môn trước nha anh em. Đường môn thì được tăng kỹ năng, đó chính là mạng qua thiên vũ, chí mạng, chính xác. Rồi cô sẽ cho anh em xem từng kỹ năng sôi luôn, thấy không? Sôi luôn từng cái cho anh em coi nó ok hay không. Đây. Tâm nhãn tăng lên là 116%. Rồi hấp tinh trận được tăng. Bây giờ là khi mà chúng ta bị đánh máu dưới 25%, chúng ta sẽ có 85%. Có nghĩa là nếu chúng ta tăng 16 điểm thì chúng ta sẽ có tỷ lệ kích hoạt cái chiêu hấp tinh trận này rất là cao luôn, để giúp cho bản thân đường môn nó trâu hơn. Thì nó tăng thêm cho chúng ta, thứ nhất là đỡ đòn và đỡ đòn miễn thương. Bây giờ nó thêm cái là giảm sát thương. Ngon lành luôn, cái này giống như là lưỡng nghi chân khí mà còn ngon hơn lưỡng nghi chân khí hồi trước luôn. Lưỡng nghi chân khí hồi trước nó là 50% máu đúng không? Xong rồi có tỷ lệ kích hoạt lên. Chúng ta là 25% máu, chúng ta tỷ lệ kích hoạt 80 mấy%, khả năng rất là cao là chúng ta thường là sẽ được kích hoạt rất là nhiều. Thường kích hoạt nhiều lắm. Hãy cứ cách 15 giây kích hoạt lên 5 giây chúng ta được mớ đỡ đòn, chúng ta được giảm sát thương để cho thằng đồng môn của chúng ta nó trâu hơn. Và tâm nhãn sẽ giúp cho chúng ta tăng tấn công cơ bản, tăng lực tay, giúp cho đồng môn có thể mà duy trì đam tốt hơn, đúng không? Đam đúng cái kiểu. Thì bây giờ thì anh em có thể nhìn thấy là thằng đồng môn á thì đam nó sẽ to hơn phiên bản trước. Và khống chế giống như là cái gợi ý của cô, chắc chắn là những cái gợi ý của cô, những cái đề xuất của cô là Vinagame họ xem xét cảm thấy hợp lý họ mới làm thôi, chứ không phải lúc nào cô nói họ cũng làm nha anh em. Lần trước cô nói là tăng tốc độ ra chiêu đúng không, tốc độ sức chiêu và cái tỷ lệ thổ thương của chiêu bảo vũ leo qua chiêu đánh thường, ơi tiết liên tứ sát chứ là chiêu đánh thường, hy vọng là tăng, nhưng mà không, cái này là họ tăng đam, tăng lực tay và tăng luôn thủ luôn để cho đồng môn có chỗ đứng. Vì hàng võ đăng khí, võ đăng kiếm, cung lồng đao được tăng sức mạnh, nó qua bá đi đúng không, nhưng là võ đăng khí nó qua bá nên là bây giờ phải tăng hàng đồng môn, chứ không thôi là sẽ rất là mệt cho đồng môn, thọt lắm luôn á. Rồi chúng ta test cái chiêu bảo vũ lê qua coi ra mấy cái, 4 cái anh em. Mình test mấy cái chiêu này cho anh em xem. Rồi ok, tiếp theo đó chính là môn phái thiên nhẫn đao. Thì để xem thiên nhẫn đao của chúng ta tăng được bao nhiêu đam. Thôi sơn điện hải đồ này nọ, nghiệp quá phèn thanh đồ này nọ. Mình coi thứ nhất thiên ngoại lưu tinh. Thiên ngoại lưu tinh là nó gây nó thiên ngoại lưu tinh nè, đúng không? Rồi tiếp theo là ma phải phát nè, mình bấm vô cho anh em xem để coi mấy cái kiểu như là cái thằng thiên nhẫn này nó được tăng như thế nào, phải không? Từng chiêu luôn cho anh em xem. Đó. Rồi ok, chúng ta hãy cùng xem tăng như thế nào. Thiên ngoại lưu tinh tăng hiệu quả sát thương. Rồi chúng ta xem cái chiêu của nó như thế nào. Thiên ngoại lưu tinh bây giờ là 2 đam nha. Đó
2 RAM nha anh em. Ồ, đâu ngon. Đâu ngon nha, thiên ngoại lưu tinh bây giờ 2 RAM nha bà con. Hai lần tấn công nó làm đúng luôn rồi nè. Ok nhờ. Rồi, tiếp theo là nghiệp hỏa phàn thành tăng sát thương. Đó, nghiệp hỏa hoàn thành đấy. Rồi, thôi sơn điện hải là nó sẽ kéo dài thần lửa, để coi kéo dài như thế nào. Trời má ơi, nó dài vãi nồi luôn kìa. Đục, ngon nha. Thì nhẫn bây giờ ngon nha. Được nha, được của nó nha anh em. Vãi nồi thiệt. Rồi ok, đến môn phái cùng lục đào thì chúng ta sẽ được tăng là thiên thanh địa chọc, tăng chính xác, củ thiên cương phong, tốc độ sức chiêu, lưỡng nghi chân khí, tăng tỷ lệ kích hoạt. Rồi, chúng ta coi tầng chiêu của nó nha anh em, coi nó khác nhau chỗ nào. Này, củ thiên cương phong, tốc độ của chiêu này, tốc độ sức chiêu, thiên thanh địa chọc, tăng chính xác. Mình không biết cái chỉ số chính xác này nó có hiệu quả hay không, nhưng mà thấy bên anh em đề cập cho này hoài. Lưỡng nghi chân khí, trời tỷ lệ kích hoạt 80% mà. Giảm 75% sát thương. Dưới 50% máu, để mình coi mà đánh thường rồi nó có kích hoạt không. Anh em để ý nè. Đánh nhanh, chạy nhanh á, chạy nhanh là sẽ kích hoạt lên cái thằng lưỡng nghi. Đây. Này chạy nhanh anh em. Ồ vẫn còn nha, vậy là tính ra là thằng cung lôn này vẫn còn ngon. Đó, cái chiêu thì để coi cái chiêu số 3 nữa ơi, nhanh không? Đó, ra liền anh em, đó, kiểu vậy đó. Tốc độ sức chiêu mà. Đó. Thì thằng cung lôn là vậy. Thật ra là nó fit như thế này thì nhiều anh em cũng chơi. Nói là thôi. Bỏ tay thằng cung lôn này, bỏ tay thật sự. Tại vì sao? Tại vì cần speed cái chiêu là cái chiêu clock, cái chiêu đánh thường của mình á. Chiêu đánh thường của mình có tên là Ngạo Tiết Tiêu Phong đó. Cái chiêu này, chiêu đánh thường, tốc độ sức chiêu ra nhanh á thì ok, chữ chiêu số 3 tốc độ sức chiêu ra nhanh mình thấy không cần thiết, nó bay nhanh là được rồi. Đó, cái đó là ý kiến của cua thôi. Mình coi bên kiếm pháp bên đây là 80%, rồi 20, 5 giây, giảm sát thương 75, di chuyển 100%, để mình coi kiếm pháp nó có được như vậy hay không. Rồi, kiếm pháp nó cũng y chang luôn anh em, có thể nhìn thấy, thấy không? Tăng tỷ lệ kích hoạt, vậy là phải ghi là cung lôn chứ đâu phải là ghi là gì cung lôn đao, này là ghi nguyên thành cung lôn luôn mới đúng. Kiếm. Mình sẽ thử hên quá. Coi kim cùi. Rồi. Sẽ thử coi nó có kích hoạt khi mà chúng ta đánh vào đối phương hay không. Anh em thấy kích hoạt. Rồi, kích hoạt nè, kích hoạt. Chạy nhanh nè. Ngon nè, vẫn còn cái này. Nó chưa fit lại anh em. Là khi mà kích hoạt thiên canh khí kình nó sẽ kích hoạt luôn lưỡng nghi chân khí. Anh em coi nè, lưỡng nghi chân khí nè. Đệ tử cung lôn ít hơn 50% máu đúng không? Đó, khi mà chúng ta khi sinh lực của chúng ta dưới nè, nó sẽ giúp cho chúng ta được kích hoạt. Bây giờ chúng ta sinh lực trên nó cũng kích hoạt luôn. Phải trưởng thật. Rồi ok, chúng ta qua môn phái Hoa Sơn khí, Hoa Sơn nội công. Ở Hoa Sơn nội thì nó tăng cho chúng ta Ma Vân kiếm khí, tăng tấn công cơ bản. Ma Vân kiếm khí là cái chiêu này. Đây, sẽ tăng 60% tấn công cơ bản. Rồi, giảm sát thương 35%, sinh lực cơ bản 80%. Rồi các chiêu còn lại của cũng cho anh em xem.
Rồi, môn phái cuối cùng được tăng sức mạnh đó chính là môn phái Gió Đan. Thì bây giờ cô cho anh em xem Gió Đan khí nó tăng cái gì nha. Gió Đan khí nó sẽ tăng tạo hóa thế thành, tăng hiệu quả sát thương. Đó, rồi Thiên Địa Vô Cực tăng hiệu quả sát thương. Và bây giờ là đánh nó không tốn mana nha mọi người. Rồi các chiêu còn lại cuối cùng cho anh em xem. Thật sự là thằng Gió Đan bây giờ á, trong cái phiên bản mà update ngày 1 tháng 12 á, anh em tăng full tọa vọng vô ngã cho cô luôn. Tại vì sao? Bây giờ full tọa vọng vô ngã, mình có hết mana, mình vẫn đánh thiên địa bình thường luôn. Má ơi, khủng khiếp thiệt anh em ạ. Rồi chúng ta qua bên kiếm pháp nha anh em. Ở bên Gió Đan kiếm thì nó tăng cái gì? Gió Đan kiếm là kiếm thủy tinh hà, tăng hiệu quả sát thương, nhưng kiếm hợp nhất tăng hiệu quả sát thương và không cần tiêu hao nội lực. Hiệu quả sát thương nè. Rồi, kiếm thủy tinh hà. Sức ớ bất nhiệm. Kiếm phi kinh thiệt. Mấy cái này thì mình cho anh em xem. Thì cái tọa vọng vô ngã mình thấy 50% á anh em. Không biết anh em như thế nào chứ mình thấy 50% á. Rồi bây giờ là 50% thì chúng ta cũng sẽ tăng mát thôi. Mình không biết là nó trước đó là nó có như thế nào. Trước đó thì nó có fit chưa chứ, hồi trước là cô tăng mát là người ta đụng nhẹ cô là cô mất mana hết trơn rồi anh em. Bây giờ nó 50% rồi, anh em chuyên chơi Võ Đan xác nhận dùm cô cái này nha. Và đó là những gì mà cô cho anh em xem về cái phiên bản cập nhật ngày 1 tháng 12 về tất cả về các môn phái như Võ Đan nè, Cung Long Đao nè, rồi Đường Môn, Thiên Nhẫn và Hoa Sơn Khí. Anh em có những cái nhận xét như thế nào nhớ comment phía bên dưới chúng ta cùng thảo luận nha. Và nếu thích video này các bạn nhớ like, share và subscribe kênh LNB của mình. Và đặc biệt anh em có thể tham gia ủng hộ cua cực kỳ dễ dàng thông qua tính năng mới của YouTube. Chỉ cần vài thao tác nho nhỏ như anh em đang thấy trên màn hình, thì anh em ở điện thoại Android hay là iOS, thậm chí ở PC đều có thể ủng hộ cua với kênh thanh toán cực kỳ đa dạng. Hãy tham gia cộng đồng hội viên của LNB và ủng hộ cua để cua có thể xây dựng và phát triển thêm các video hay và chất lượng hơn nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.